Chào các bác yêu hoa lan nhá. Hôm nay có những giỏ lan cực kỳ là đẹp, gửi tới các bác yêu lan này. Đầu tiên lên các bác là một giỏ phi điệp vàng đang chi chít lụ nha các bác nhá. Đây. Đang lụ rồi các bác này. Đang lụ rồi nhá. Đang lụ rồi. Mã số 1 nhá, 850.000 đồng phi điệp vàng cho mã số 1. Đang rất là nhiều lụ các bác nhá. Mã số 1 850. Số 2 nhá, giỏ này cũng đang lụ này. Đây, đang lụ này. Mã số 2 giỏ này bảng dài và cũng đang rất nhiều lụ. Mã số 2 850.000 đồng cho mã số 2 phi đẹp vàng. Số 3 trồn ghép lũa này. Bốn chung quanh này. Mã số 3 450.000 đồng trồn ghép lũa nhá. Ghép bốn chung quanh này các bạn ạ, trồn lai châu các bác nhá. Cho mã số 3. Số 4 nhá là một giò đùi gà tròn lai châu. Mấy chục thân này các bạn, mấy chục thân tơ. Mã số 4 350.000 đồng cho mã số 4 đùi gà tròn lai châu. Số 5 nhá, mà bác đến một trụ tam bảo sách này nhá. Mã số 5 500.000 đồng cho mã số 5 tam bảo sách lai châu nhá. Số 6 nhá là một giò cáo lai châu phân nhánh nhá. Đây, cái nhánh của nó gãy nó vẫn còn này. Cáo phân nhánh một mẹ hai con. Mã số 6 550.000 đồng, cáo lai châu phân nhánh các nhá. Cho mã số 6. Số 7 này là một giò hạc vĩ này. Nhiều thân như này các bạn này. Mã số 7 180.000 đồng cho mã số 7 hạc vĩ. Số 8 nhá, một bảng hạc vĩ như này nữa. 180.000 đồng cho mã số 8 hạc vĩ. Số 9 là một giò kiều mỡ gà các bác nhá. Kiều mỡ gà cho mã số 9 400.000 đồng. Kiều mỡ gà nhá, dòng này thì hoa vàng óng luôn, thân vuông này nhá. Mã số 9 400 kiều mỡ gà. Số 10 nhá là một giò chuỗi ngọc. Mã số 10 850.000 đồng. Chuỗi ngọc các nhá, dòng này thì hoa quá đẳng cấp. Mã số 10. Số 11 là một giò nhạn 4L VIP này các bác này. Lá rụt rịt này. Rụt rịt như này nhá. Mã số 10 bắt đầu sưu tầm 650.000 đồng. Mít rụt nhá, nhạn 4L các bác nhá. Số 11 nhá, một cây chồn đẳng cấp này các bác này. 1 2 3 4 5 6. 6 cặp lá thôi. Nhưng nó rất là chất nhá, chồn lai châu các bác nhá. Mã số 11 450.000 đồng chồn lai châu cho mã số 11. Số 12 nhá là một giò kiều vuông. Mã số 12 kiều vuông nhá. Nhiều thân mầm gốc đang lên mầm này. Mã số 12 220.000 đồng kiều vuông cho mã số 12. Số 13 nhá là một giò cửu bảo tiên. Mã số 13 350.000 đồng cửu bảo tiên cho mã số 13. Cửu bảo tiên nhá, hoa cực kỳ đẳng cấp các bạn. Số 14 nhá là một giò long tu đá xìn hồ cao. 450.000 đồng, dòng này hoa cực kỳ là tím. Mã số 14 450. Long tu đá xìn hồ cao. Mười lăm nhé là một giò tam bảo sắc lai châu. 250.000 đồng cho mã số 15. Tam bảo sắc lai châu nhé, hoa trắng tím. Hoa cực kỳ là thơm.
Mã số 16 nhưng mà bác đến với một giò kiều dẹt nhá. Kiều dẹt này mã số 16. 350.000 đồng cho mã số 16 kiều dẹt. Rất là nhiều thân này các bác. Mã số 16 350. Số 17 nhá là một giò trầm rừng nhá, 250.000 đồng cho mã số 17 trầm rừng. Trầm rừng Điện Biên các bác nhá, cho mã số 17. Số 18 nhá, mà bác đến với một giò kiều vuông rừng nhá, cái hàng bóc rừng về ghép phần gọi là kiều vuông rừng. Mã số 18 250.000 đồng kiều vuông rừng cho mã số 18. Nhá, mà các bác đến với một đặc sản trên em các bác nhá. Đó là tam thất đen các bác nhá. Một sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe. Bác nào mà bị những cái căn bệnh hiểm nghèo cũng như khác bị các bệnh như khối u, u tuyến giáp rồi u lang. Đấy, hoặc là ung thư, các bác sử dụng cái tam thất này thì nó rất là tốt. Mỗi bữa bác chỉ cần sử dụng một củ bằng ngón chân cái này là được. Các bác có thể nấu canh, hầm xương rồi thì ngâm bia mật, ngâm tửu đều được, nhé các bác nhá. Tam thất đen các bác nhá. Đấy. Bóc vỏ ra nó sẽ đen đen này. Bóc nó sẽ đen đen này các bác nhá. Đấy. Tam thất đen này em chia sẻ các bác là 900.000 đồng trên 1 kg các bác nhá. Các bác phải nấu canh ăn thì rất là ngon luôn, ngon tuyệt vời luôn. Mỗi bữa cần một 4 người chỉ cần mà củ bằng cái đầu ngón chân cái này là được. Tính ra nó rất là rẻ các bạn. 900.000 đồng trên 1 kg nhé, tam thất đen các bác nhá. Số 19 một giò cáo Lai Châu các bác nhá, bản lá to đấy. Lá này đang mở rất là mạnh. Hơn 4 sen rồi. 5 cây nhá. Mã số 18 650.000 đồng cáo Lai Châu cho mã số 18. Số 19 nhá. Cũng là cáo Lai Châu, giò này có 3 cây thôi. 450.000 đồng cho mã số 19. Cáo Lai Châu. Số 20 nhá là một giò kiều dẹt mầm gốc tua tủa này các bác này. Mã số 20 1.200.000 đồng. Kiều dẹt các bác nhá. Giò quá nhiều mầm gốc luôn. 1.200.000 đồng cho mã số 20 kiều dẹt. Số 21 này một giò đùi gà tròn Lai Châu này. Chi chít thân. Giá thể lớn nha. Mã số 21 550.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu cho mã số 21. Số 22 này. Một giò quế đang có 4 con nhá. Đang có 2 con và 2 con thấy lá rồi. Có 7 cái lụ nhá. Bản lá to nhất là 5 sen nhá, 7 cái lụ. Đang có 7 cái lụ này. Mã số 22 bắt đầu sưu tầm giò này thì 1.800.000 đồng nhá cho mã số 22 quế trắng Hòa Bình. Số 23 này là một giò kiều trắng tinh này. Giò này nhiều thân. Mầm gốc mới lên là mầm luôn. Mã số 23 bác là sưu tầm giò này 1 triệu nhá. Cho giò kiều trắng này nhá. Mã số 23. Số 24 là một giò đùi gà 5 cây giò này 5 đùi gà chớp. Mã số 24. 500.000 đồng đùi gà chớp nhá. Đùi gà chớp người ta vẫn bán theo thân. Mã số 25 là một giò đùi gà chớp nữa này, nhiều thân, thân to hơn. Mã số 25 750.000 đồng. Đùi gà chớp cho mã số 25. Mã số 26 nhá, một giò đùi gà đẹp này, nhiều thân này. Mã số 26. Bác làm sưu tầm giò này 1.200.000 đồng cho mã số 26. Đùi gà tròn Lai Châu nhá các nhá. Quá nhiều thân, thân đẹp, vàng óng luôn. Mã số 26 1.200.000 đồng. Số 27 nhé là một giò sơn thủy tiên này các nhá. Mã số 27 450.000 đồng sơn thủy tiên cho mã số 27.
số 28 nhé, một giò trồn Lai Châu 350.000 đồng cho mã số 28 trồn Lai Châu, cây đẹp đấy các bạn. Số 29 nhé, một giò long tu đá to như này các nhá, mã số 29 long tu đá xỉn hồ cao Lai Châu. Và đang sưu tầm giò này thì 500.000 đồng nhé cho mã số 29 long tu đá xỉn hồ cao. Số 30 này, một giò đùi gà này, thần thủ quá là đẹp luôn này. Mã số 30 bác là sưu tầm giò này 550.000 đồng cho mã số 30 đùi gà tròn Lai Châu nhé. Tiếp theo mà đến một siêu phẩm nhé, bác nào sưu tầm siêu phẩm này nhé. Một siêu phẩm đùi gà tròn Lai Châu nhé, quá khủng luôn nhé. Ghép 4 chung quanh nhá. Ghép 4 chung quanh. Trụ này cao 90 cm nhé các bác nhá. Trụ đùi gà này sẽ cao 90 cm và đường kính gốc của nó là 20 cm. Có 3 mặt thì đẹp như thế này, một mặt sau thì kém hơn tí, bác là sưu tầm rồi này 4 triệu nhá. Tiếp đến thì bên em vẫn chia sẻ cái mật ong rừng tự nhiên các bác nhá, mật ong khoái là 300.000 đồng trên 1 lít mà đóng khoái nhé, 300.000 đồng trên 1 lít. Còn đây là một đặc sản nha em các bạn này, đó là mật ong đắng các bạn. Cái mật ong đắng này nhà em còn rất là ít và cái này rất là tốt, mật nguyên chất luôn. Và mật ong đắng thì nhiều bác là vẫn chưa biết, bởi vì cái con ong đắng này này, con ong nó chuyên đi hút kia hoa thuốc viện các bạn, nó hút kia hoa thuốc viện dân bản trên này nó vẫn trồng trộm đấy các bạn. Đây là cái sản sinh cái mật này rất là tốt. Bác nào bị dạ dày đại tràng ho hen các bác sử dụng cái sản phẩm này thì cực kỳ là tốt luôn. 700.000 đồng trên 1 lít nhưng mà đóng đắng các bác nhé. Còn đây là một cái sản phẩm phải nói là nói các bác là nó là quý như vàng luôn các bạn. Bác nào mà bị dạ dày đại tràng ho hen, các bác sử dụng luôn một cái thang chuyên trị dạ dày đại tràng rồi nhé. Cái này là làm thuốc lam, được bào chế là viên con nhộng rồi. Và sản phẩm có mã vạch hẳn hoi, chi quét nguồn gốc sản phẩm thôi nhé. Sản phẩm này thì rất tốt cho sức khỏe, bởi vì em bảo làm sao nó quý như vàng, bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó các bác nào mà mới bị dạ dày đại tràng, bác chỉ cần sử dụng một thang như này là đã đủ rồi. Bác nào bị lặng thì dùng từ 3 đến 5 thang các em nhé. 300.000 đồng trên một gói dạ dày đại tràng này các bác nhé. Tiếp đến thì bên em vẫn chia sẻ cái mật ong nguyên tổ, cả sáp cả tổ này các bác nhé. Mật ong nguyên tổ này, ví dụ tổ này nó rơi vào tầm 3 kg các bạn, 3 kg thì 220.000 đồng trên 1 kg. Còn tổ này khoảng 3,5 cân các bạn nhé, tổ này khoảng 3,5 cân cũng 220.000 đồng trên 1 kg nhé. Còn đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là quý hiếm rồi, nó rất là đắt. Đấy, bác nào mà muốn bồi bổ sức khỏe thì bác sử dụng cái sản phẩm này cho em. Đây là nhung hiêu các bác nhá, nhung của con hiêu. Cặp này nó rơi vào tầm 3 lạng các bạn. Các bác muốn mua mấy lạng thì ở em nhá. Cặp to thì nó rơi vào tầm 1,2 triệu một lạng. Còn cặp bé này nó rơi vào 1,350 triệu một lạng nhá. Tùy theo nhá, các bác muốn mua cái cặp mấy lạng thì sẽ báo em. Ví dụ 3 lạng, 3 lạng, 4 lạng, 5 lạng, 6 lạng đều có nhá. Là ví dụ như cặp này thì nó rơi vào 1,350 triệu một lạng nhá, nhung hiêu đó nhá. Nhung hiêu này thì các bác bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi, cũng như là bác nào mà bị thận hư thận yếu, các bác sử dụng cái sản phẩm này nó rất là tốt. Còn ngoài ra thì bên em bán cả hà viên hoàn thủ ô nhá, hoàn thủ ô 200.000 đồng trên một 500g này các bác nhá, 400.000 đồng trên 1 kg. Cái này làm thủ công các bác nhá, làm thủ công. Kế đến là muối ngâm chân đấy, cho bác nào mà bị tê bị chân tay, cho các cụ già đấy, cụ già người cao tuổi mà thường bị tê bị chân tay thì tối đến các bác ngâm cái muối ngâm chân này cho em rất là tốt nhá, 90.000 đồng một
lọ ngâm chân này 500g nhé. Sản phẩm này dùng được khá là lâu và nó rất là tốt cho các cụ cao tuổi như người già, thì bác nào bị tê bị chân tay bác sử dụng sản phẩm như em cực kỳ tốt. 90.000 đồng một lọ này 500g nhé. Ngoài ra bên em vẫn chia sẻ cái thuốc lam chuyên trị về đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy và tê bì chân tay đó nhé. 150.000 đồng một thang thuốc trị về đau nhức xương khớp nhé. Bác nào mà bị lạng thì dùng từ 3 đến 5 thang cho em nhé. Còn đây là cây lá mát gan nhé, mát gan mát thận nhé. Bác nào mà hay uống bia rượu thì các bác nên sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên. Nó rất là tốt cho cái gan, cái thận của mình, và nó sẽ đào thải những độc tố trong cơ thể ra. Nó làm sức khỏe mình, đào thải những độc tố ra, nó sức khỏe mình sẽ tốt ra nhé. 120.000 đồng một thang nhé. Tiếp theo các bác nhá, hôm nay em bắt đầu lên lò một mẻ thịt trâu với thịt lợn các bác. Đây là thịt trâu các bác nhá, thịt em tự làm hương vị đặc chuẩn Tây Bắc các bác nhá. Còn đây thịt lợn các bác, khác nhau. Toàn thịt lợn đen bản đấy các bác, thịt lợn rất là ngon. Và bây giờ nhà em đang vào lò đây rồi, đây, vừa ấy vào lò đây. Sấy khoảng 2 ngày 2 đêm thì sẽ thành phẩm các bác nhá. 2 ngày 2 đêm, đây thịt lợn sấy đây. Thịt lợn chuẩn vị Tây Bắc nhé các bác nhá. Thịt nhà làm rất là ngon luôn. Hàng chuẩn xịn, thịt tươi nguyên. Thịt trâu hôm nay mới ngả ra xong, rất là ngon. Đây là thịt trâu sấy, tầng này là thịt trâu các bác nhá. Dưới thịt lợn, thì nó sẽ vàng hơn này. Thịt lợn là sẽ 550.000 đồng 1kg các bác nhá. Còn thịt trâu thì là 950 các bác nhá. 950.000 đồng. Các bác muốn lấy số lượng bao nhiêu để ấy em nhá. Trâu sấy, lợn sấy. Đấy, bếp nhà thì lúc nào cũng nổi lửa này các bác nhá.